Xin chào các bạn. Ở video trước thì chúng ta đã biết cách thực hiện biên dịch một chương trình bằng cách nhấn vào biểu tượng Build. Sau đó chúng ta quan sát các thông báo ở phần cần sau để biết rằng chương trình của chúng ta có bị lỗi hay là có cảnh báo nào không. Tiếp theo chúng ta nhấn vào biểu tượng Debug để chuyển sang giao diện Debug. Ở giao diện này thì các bạn đã biết cách nạp chương trình cho video điều khiển bằng cách nhấn vào biểu tượng Resume. Sau đó chúng ta nhấn vào biểu tượng Terminate để thoát khỏi giao diện Debug. Có hai thói quen mà các bạn lưu ý nên thực hiện. Một là các bạn cần thực hiện biên dịch lại chương trình mỗi khi có thay đổi gì trước khi vào giao diện debug. Hai là các bạn thoát khỏi giao diện debug ngay sau khi sử dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng terminate. Mình có để ở phần mô tả bên dưới video này một số nội dung về trình biên dịch mà các bạn nên đọc qua để hiểu về hoạt động của nó và một số cấu hình có liên quan mà sau này các bạn cần sử dụng. Trong video bài học này, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các tính năng debug sử dụng phần mềm STM32 QEDA thông qua khối debugger ST-Link. Yêu cầu về phần cứng, các bạn có thể sử dụng các bo mạch thực hành tích hợp sẵn khối debugger ST-Link như các bo Discovery hoặc Nucleo mà mình đã có giới thiệu cho khóa học. Hoặc các bạn có thể sử dụng một bộ ST-Link độc lập kết nối với một vi điều khiển STM32 hay các bạn cũng có thể sử dụng bộ ST-Link trên bo mạch thực hành để kết nối với một vi điều khiển bên ngoài. Còn trong video này mình sẽ sử dụng bo mạch thực hành STM32F411 Discovery để hướng dẫn cho các bạn. Về phần mềm chúng ta sẽ sử dụng STM32 QIDE. Tuy nhiên những tính năng đi bắt mà mình hướng dẫn trong video này các bạn có thể áp dụng trên những IDE lập trình khác như là Keil C IDE. Đầu tiên các bạn cần biết được đi bắt là gì. Debug là một tính năng được dùng để giám sát và tác động vào các hoạt động của vi điều khiển, từ đó giúp chúng ta phát hiện được các vấn đề, các lỗi để tối ưu và loại bỏ lỗi khỏi chương trình. Debug cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn và kiểm tra được sự thực thi trực tiếp của chương trình trên thiết bị phần cứng. Các bạn cần trang bị kỹ năng debug vì nó là một kỹ năng thiết yếu, nếu không thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển phần mềm nhúng. Vậy thì debug cung cấp những chức năng gì? Chức năng đầu tiên là điều khiển thực thi chương trình. Chức năng thứ hai là xem giá trị các biến. Chức năng thứ ba là xem giá trị các thanh ghi của CPU và các thanh ghi ngoại vi. Trong video này thì mình sẽ tập trung hướng dẫn thực hành ba chức năng trên. Đây là ba chức năng quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất khi các bạn lập trình nhúng. Một số chức năng khác ở giao diện debug như là inlock dữ liệu, vẽ biểu đồ dữ liệu thì mình sẽ để hướng dẫn ở bên dưới phần mô tả của video này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành với chức năng đầu tiên, đó là điều khiển thực thi chương trình. Từ project của bài học trước thì mình đã viết thêm các mã chương trình vào main c để sử dụng trong bài học này. Mình đã khai báo một biến tuần cục có tên là y. Khai báo và định nghĩa một hàm có tên là var init. Trong hàm này thì khai báo một biến cục bộ có tên là ri với giá trị ban đầu bằng 0. Sau đó gắn giá trị 1 cho y và cho ri bằng y cộng 1 ở trong hầm main thì mình có gọi hầm va init tại đây và trong quay 1 thì mình có tăng biến y lên một đơn vị theo đúng quá trình thì đầu tiên chúng ta nhấn vào biểu tượng build để biên dịch chương trình sau đó các bạn nhấn vào biểu tượng đi bắt để mở giao diện đi bắt lên để có thể điều khiển sự thực thi chương trình điều quan trọng đầu tiên mà các bạn cần chú ý đó là mũi tên ở đây và hàm này được nổi bật lên mũi tên này sẽ chỉ vào vị trí mà chương trình dừng lại khi mới mở giao diện debug lane thì chương trình dừng lại ở hàm hoặc lệnh đầu tiên trong hàm main. Các bạn có thể thấy chương trình đang dừng lại ở hàm va init. Các bạn lưu ý rằng chương trình đang dừng ở câu lệnh nào thì câu lệnh đó chưa được thực hiện. Điểm quan trọng thứ hai là các bạn phải biết sử dụng năm biểu tượng điều khiển sau đây. Biểu tượng đầu tiên là đi vào bên trong một hàm. Ví dụ các bạn muốn thực thi qua từng câu lệnh bên trong một hàm thì các bạn phải đi vào trong hàm bằng cách nhấn vào biểu tượng này. Bây giờ các bạn đã vào bên trong hàm va init. Biểu tượng thứ hai là thực thi một hàm hoặc một lệnh. Mình sẽ nhấn vào biểu tượng này để từng câu lệnh ở đây được thực thi. Biểu tượng thứ ba là biểu tượng thoát khỏi một hàm. Khi nhấn vào biểu tượng này, các bạn có thể thấy hàm va init đã được thực hiện xong và mũi tên đã chỉ xuống hàm tiếp theo bên dưới. Biểu tượng tiếp theo chính là biểu tượng thực hiện lại từ đầu. Khi các bạn nhấn vào đây thì vi điều khiển sẽ được khởi động lại và chúng ta bắt đầu thực hiện đi bắt lại từ vị trí ban đầu. Biểu tượng cuối cùng chính là biểu tượng Resume. Các bạn nhấn vào đây thì chương trình sẽ chạy liên tục dưới thiết bị phần cứng. Lúc này không còn mũi tên nào nữa. Điểm quan trọng thứ hai là các bạn phải biết sử dụng Breakpoint để đi bắt. presspoint là những điểm trong chương trình mà các bạn lựa chọn. Nếu trong quá trình thực thi chương trình gặp phải một điểm Breakpoint thì chương trình sẽ dừng lại. Các bạn đặt Breakpoint tại thanh dọc này bằng cách nhấp đôi chuột vào vị trí tương ứng với câu lệnh hoặc là các hàm mà các bạn muốn chương trình dừng lại. Chúng ta có thể đặt nhiều Breakpoint trong một chương trình và có thể loại bỏ Breakpoint bằng cách nhấp đôi trục vào vị trí đã tạo. Các bạn có thể sử dụng Breakpoint để chọn một điểm dừng thay vì phải đi qua từng lệnh, từng hàm. Ví dụ bây giờ mình muốn chương trình dừng lại trước khi thực hiện lệnh Hold Init, thì mình sẽ đặt một Breakpoint tại đây và nhấn Resume. Các bạn có thể thấy chương trình đã dừng lại ở đây. Tại đây các bạn có thể sử dụng các nút điều khiển khác như là thực hiện qua một hàm hoặc các bạn có thể nhấn vào Resume để tiếp tục chạy chương trình cho đến khi gặp Breakpoint tiếp theo tại đây. Các bạn cũng có thể sử dụng Breakpoint để kiểm tra chương trình có thực hiện tới một câu lệnh hay một hàm nào đó hay không. Ví dụ các bạn đặt Breakpoint trong các lệnh rẽ nhánh hoặc trong các trình phục vụ ngắt. Nếu chương trình dừng lại tại vị trí các bạn đặt Breakpoint, thì chứng tỏ được chương trình có thể thực hiện tới được vị trí mà các bạn muốn kiểm tra. Ngoài việc kiểm tra chương trình có thực hiện đấy một câu lệnh nào đó hay không thì tính năng điều khiển thực thi chương trình là một tính năng quan trọng và sẽ được sử dụng kết hợp với những tính năng debug khác. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tính năng thứ hai là tính năng xem giá trị các biến được cập nhật liên tục. Từ giao diện debug, các bạn chọn cửa sổ Lee Expression, sau đó các bạn nhấn vào đây và gõ tên biến các bạn muốn quan sát giá trị vào. Chúng ta biết có hai loại biến trong chương trình C, đó là biến tuần cục và biến cục bộ. Đối với biến tuần cục, các bạn có thể gõ tên biến vào đây trước khi thực thi các lệnh. Ví dụ như mình gõ biến y vào đây và nhấn Enter. Các bạn có thể thấy biến y thay đổi khi thực hiện qua các câu lệnh này. Và bất cứ lúc nào trong quá trình debug, các bạn cũng có thể gõ tên của một biến tuần cục vào đây để xem giá trị của nó. Còn đối với biến cục bộ thì biến chỉ được sinh ra khi hàm được gọi và mất đi khi hàm thực hiện xong. Nên nếu các bạn muốn xem giá trị của biến cục bộ thì hãy gõ tên biến cục bộ vào đây khi chương trình đã vào bên trong một hàm. Ví dụ bây giờ mình muốn xem giá trị của biến ri. Mình sẽ gõ tên của biến này vào đây. Chúng ta có thể thấy được giá trị của biến ri tại đây. Khi mình thoát khỏi hòm này thì biến ri đã được giải phóng nên chúng ta không thấy giá trị ở đây nữa. Tại vị trí này của cửa sổ Li Expression có một số tùy chọn định dạng hiển thị dữ liệu. Các bạn có thể lựa chọn định dạng phù hợp để dễ quan sát hơn. Thường thì với các biến chúng ta sẽ xem ở hệ cơ số 10. Một vấn đề nữa là các bạn có thể nhấn chuột phải vào một biến nếu muốn xóa biến đó đi hoặc xóa tất cả các biến có trong cửa sổ này. Một chức năng đi bắt nữa mà mình muốn đề cập tới trong video này là xem giá trị của các thanh ghi. Đây là một chức năng quan trọng vì khi chúng ta lập trình với video khiển về bản chất là chúng ta đang làm việc với các thanh ghi của nó. Mỗi chức năng của video khiển đều có một tập các thanh ghi chứa các bit để cấu hình, để lưu trữ dữ liệu và để thông báo các trạng thái tất cả được mô tả chi tiết trong tài liệu Reference Manual của vi điều khiển. Còn đối với các thanh ghi trong CPU thì chúng ta có thể xem ở tài liệu TRM của vi xử lý ARM Cortex-M. Để xem giá trị của các thanh ghi trong CPU thì các bạn xem ở cửa sổ register này. Tuy nhiên phần này mình sẽ hướng dẫn debug và phân tích kỹ ở các bài học sau. Còn trong bài học này chúng ta sẽ thực hành xem các thanh ghi ngoại vi tại cửa sổ XFR. Các bạn nhấn chọn vào đây, sau đó chọn thanh ghi mà các bạn muốn xem trong danh sách các thanh ghi ở đây. Trong chương trình này thì chúng ta đã cấu hình chân gpio 15 của bột D hoạt động với chế độ Output. Và chúng ta có gọi hàm Tongle để đảo mức logic của chân này trong hàm quay 1. Nên trong ví dụ này, mình sẽ chọn tập thanh ghi gpio D, sau đó chọn thanh ghi ODR Bản chất của việc đảo mức logic trên chân BD15 chính là việc thay đổi giá trị bit thứ 15 của thanh ghi ODR này. Mình sẽ đặt một breakpoint tại đây và nhấn resume cho chương trình chạy và nó sẽ dừng trước câu lệnh đảo lết này. Giá trị của bit 15 bây giờ là 0. Đàn led trên bao mạch thực hành sẽ tắt. Sau đó mình cho chương trình thực thi qua câu lệnh đảo lết. Giá trị của bit 15 bây giờ là 1, đang lấy trên bo mạch thực hành sáng. Cửa sổ này cũng hỗ trợ các bạn tùy chỉnh các định dạng hiển thị dữ liệu bằng cách nhấn vào các biểu tượng tương ứng tại đây. Các bạn lưu ý, giá trị thanh ghi sẽ được cập nhật mỗi khi chương trình gặp breakpoint và dừng lại. Còn nếu các bạn không đặt breakpoint mà cho chương trình chạy liên tục, thì các bạn phải nhấn vào chữ RD này để yêu cầu cập nhật các giá trị thanh ghi mỗi khi các bạn muốn xem. Trong trường hợp các bạn muốn xem giá trị được tự động cập nhật liên tục của các thanh ghi mà không phải nhấn vào nút RD thì các bạn sử dụng cửa sổ Li Expression. Các bạn cần nhập đúng biểu thức đại diện cho thanh ghi vào đây. Ví dụ, để xem giá trị thanh ghi ODR của tập thanh ghi GBAOD thì các bạn cần nhập tên của tập thanh ghi là GBAOD và mũi tên, sau đó là tên của thanh ghi ODR và Enter các bạn có thể chỉnh kiểu hiển thị thành binary cho dễ theo dõi giá trị các bit của thanh ghi. Các bạn có thể thấy bit 15 của thanh ghi này thay đổi giá trị mỗi 0,5 giây. Trong video này, mình đã hướng dẫn các bạn các thao tác quan trọng với tính năng debug. Các bạn cần tự thực hành lại train project của các bạn để hiểu và làm quen với các thao tác trong giao diện đi bắt. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.